Xin chào các bạn. Lâu rồi Hoàng không có làm cái clip giao đàn vì Hoàng mới đi du lịch nước ngoài khoảng 2 tháng, mới về tức thì luôn. Thì có duyên lắm các bạn. Hôm nay Hoàng gặp hai anh chị từ Phan Rang bắt xe lên đây đi công chuyện buổi sáng, xong buổi chiều ghé đây rồi gặp Hoàng, rồi trao đổi một chút, rồi mua ủng hộ Hoàng một cây đàn, đó là cây CLP 675 đây nè. Đó, ngày mai Hoàng sẽ giao tận nhà cho anh chị luôn, bởi vì anh chị rất là dễ thương. Rồi bây giờ Hoàng sẽ nhờ Sơn đánh đàn test thử cái đàn này trước khi đi ha. Chuyến này cũng cũng vui, có anh chị Bảo Lộc cũng xem clip của Hoàng, rồi cũng sáng nay cũng ghé coi và quyết định mua. Rồi Hoàng bỏ hai xe, xin lỗi, Hoàng bỏ hai cây đàn cùng model luôn nha, hai cây CLP 675, giờ một cho anh Lân và một cho cái chị ở Bảo Lộc luôn. Hôm nay đi Phan Rang trước, ra giao cây Phan Rang trước. Hoàng đang lái xe trên cao tốc mới khánh thành, đó là Phan Thiết Dầu Dây, và cái đoạn nối tiếp đi ra Phan Rang tới Nha Trang gì đó nó cũng đã cho phép sử dụng rồi. Nhưng mà bây giờ cái tốc độ tối đa họ ghi ở trên đây là có 60 à. Có 60 à, mình cũng không dám chạy nhanh. Nhiều người người ta chạy nhanh á, người ta kêu là chỗ này chưa có camera nên thành ra là họ thoải mái, họ chạy nhanh lắm. Thì từ Sài Gòn mà ra tới Phan Rang họ nói là khoảng độ 3 tiếng rưỡi. Thì hôm nay Hoàng đi thử coi. Cây đàn này giao cho anh Lân là ở Phan Rang, nhưng mà thôi mà mình cứ cộng thêm 1 tiếng nữa đi, 3 tiếng rưỡi thành 4 tiếng rưỡi đi. Hoàng đi từ từ để chỗ không vội. Hoàng thì là cái dân khoái lái xe. Vừa rồi Hoàng qua New Zealand Hoàng chơi tháng rưỡi, 6 tuần mà Hoàng có xe ở bên đó Hoàng mượn á, Hoàng lái khắp cái nước của họ luôn, lái quá trình lái mà xe nhỏ xíu xíu à, mê lái xe lắm các bạn. Thì bên đó cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của họ nó cũng tốt rồi, nên cái chuyện lái xe nó cũng đơn giản, đi nó nhanh lắm. Mình cứ tính ở bên đó ví dụ cách nhau 20 cây số thì mình cứ tính đó, mỗi phút 1 cây số, không nó nhanh không, 30 cây số thì vị trí là 30 phút. Còn nếu mà đi cao tốc, những cái đoạn mà cao tốc không ấy, thì 1 tiếng được 100 cây số, và nhiều khi đạt được 100 cây số luôn á. Đường xá bên đó thì nó tốt, nó đẹp, cảnh vật thì đẹp chắc chắn rồi. New Zealand là nước cũng hàng đầu thế giới rồi, đẹp. Nhưng khi về Việt Nam mình thì họ cũng thấy Việt Nam cũng có những cái đẹp, nên Hoàng cũng không có, mình cũng đừng nên so bì, mỗi cái nó có một cái hay riêng, theo Hoàng là thế, mỗi cái có một cái hay riêng, chỉ là nơi nào phù hợp cho ai, ai thích ở môi trường nào thì cứ ở. Có điều Hoàng cũng
chưa thích được ở Việt Nam đó là khi mình lái xe là cái văn hóa nhường nhịn nhau không có, cứ tranh giành, mình nhường cái là coi như là mình muốn nhường lắm, nhưng mà bây giờ đường nó quá chật, mọi người cứ chen chúc, mình đi mình cũng thấy nhức đầu thật các bạn, cũng nhức đầu thật. Đó là một những cái điểm hạn chế. Đường xá bây giờ ngon lành hết rồi nè, cao tốc nhìn mướt chưa? Đó, chạy những cái đoạn đồi núi nhìn cũng đẹp lắm. Và nhiều chỗ trên Google Maps chưa có update, thành ra khi mình nhìn là mình không có thấy nó trên bản đồ. Đó, các bạn thấy chưa? Giống mình đang đi trong đám rừng á, đâu có đường đâu. Cũng mắc cười ha. Kết thúc cao tốc thì mình phải quẹo ra quốc lộ 1 là cái đoạn Tuy Phong, cái chỗ nhà máy nhiệt điện đó các bạn. Đây là chạy thêm xíu nữa là tới biển Cà Ná, chỗ biển Vĩnh Hảo đó. Cái đoạn này là dọc bên phải là các khách sạn, các resort rồi các nhà hàng rất là hoành tráng nè. Bên trái là cái dãy núi đá mà những cái viên đá rất là lớn. Ok, rồi bây giờ mình đã tiến vào trong thành phố Phan Rang rồi, qua cái cây cầu này đi đoạn nữa quẹo phải. Đó. Rồi còn chút xíu nữa trên bản đồ đó, còn chút xíu nữa là tới. Nhưng mà Hoàng vẫn nhờ anh Lân ra dắt vào. Đó, anh Lân bên tay phải đó, dựng xe này, chuẩn bị dắt vô chỗ anh Lân dễ thương lắm các bạn ơi. Nhờ mọi người khiêng đàn vô rồi ráp đàn lên. Đây, đây là sản phẩm cuối cùng đây, đẹp chưa? Rồi bây đứng dậy đi, Rồi đứng đứng vì rồi bây đứng sát cái cho piano á là hồi nãy nó rồi piano rồi điện về rồi. Cho bây giờ thử 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 cái bài cho biết này nha. Đúng là trong tâm rồi công việc chuyện cho trong tâm chuyện và như là thêm cái này đi, thêm cái này đi, đó là cái phần rhythm là nó có cái này, nhưng mà ví dụ nó có cái này chỉnh tốc độ tùy bài cái tâm tan 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 đã hết, mình nhấn cái là nó kêu rồi, ví dụ cái voi là cái piano này sao mà mình nhấn cái này là nó chặt thêm một tiếng nữa, tiếng swing ở dưới tiếng trên là hai cái. Thank you.
Ghê quá đã. Sướng chưa? Thử đàn xong xuôi tất cả rồi anh chị dắt Hoàng đi ra ăn bánh căn. Bánh căn của Phan Rang nha các bạn. Ngon lắm. Đó, anh chị đây này. Đó. Mặc em biết tên là anh Lân nhưng mà chưa biết tên chị ạ. Thư. Chị Thư. Rồi đó, anh chị mời nè, đó. Sướng chưa? Rồi, bán đàn mà về là sướng vô địch luôn rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé. Ăn xong rồi còn có quà mang về nữa nè. Cảm ơn thành phố Phan Rang, cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã quý mến và ủng hộ sản phẩm của Piano Finger. Tiếp theo là giao một cái đàn ở Bảo Lộc cho anh Hiếu và chị Na. Rồi chị này cũng coi clip của Hoàng rồi mua ủng hộ Hoàng ấy chứ. Rất tiếc là không có gặp được chị mà chỉ gặp được anh chồng thôi. Nay tập cho Louis làm việc nên cho Louis đi phụ bố giao đàn. Giờ kêu Louis quay phim nha. Tụi này ngoài đây. Các bạn đã theo dõi các clip của Hoàng nha. Xin chào các bạn.